bà Nguyễn Phương Hằng có được tiếp tục điều hành công ty Đại Nam hay không. Xe 4 chỗ dập nát sau khi gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết tại thành phố Hồ Chí Minh. Thoát tim cảnh hai bé gái bị lũ cuốn trôi khi đạp xe qua ngầm tràn. Xe 4 chỗ dập nát sau khi gây tai nạn liên hoàn làm 2 người chết tại thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra vào sáng nay 23 tháng 9 trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng hôm nay, ô tô 4 chỗ mang biển số 51J672. XX do nam tài xế điều khiển chở một phụ nữ chạy từ hướng quận 7 đi huyện Bình Chánh khi đến gần đoạn giao giữa Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1. Thuộc địa phận xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thì bất ngờ mất lái, đâm vào đuôi xe tải đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã đẩy xe tải lao tới phía trước, đâm vào hai xe ô tô 7 chỗ và 17 chỗ, tạo thành chuỗi tai nạn liên hoàn. Vụ va chạm khiến ô tô 4 chỗ vỡ nát, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng trên đường, hai người đi trên xe tử vong tại chỗ. Các xe còn lại hư hỏng nhẹ, đồng thời khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Hiện nguyên nhân cũng như danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đang được công an điều tra, làm rõ. Bà Nguyễn Phương Hằng có được tiếp tục điều hành công ty Đại Nam hay không? Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm, một trong số những thông tin được dư luận quan tâm nhiều nhất đó chính là liệu bà Hằng có thể trở lại điều hành doanh nghiệp, tiếp tục quản lý công ty Đại Nam hay không. Ý kiến từ luật sư cho biết, căn cứ theo luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật, giám đốc hay chủ tịch của công ty không có quy định về việc cấm người đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích có quyền điều hành công ty. Do đó, đối với trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, dù đã được xóa án tích hay chưa, bà Hằng vẫn có quyền trở lại điều hành hoạt động của công ty cổ phần Đại Nam mà không bị pháp luật nghiêm cấm. Trước đó, vào thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nguyễn Phương Hằng đang là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và là cổ đông, có vai trò quyết định tại một số công ty khác như công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Christina. Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của công ty Đại Nam vào tháng 4 năm 2020 thì bà Hằng sở hữu 41% cổ phần của công ty và là thành viên hội đồng quản trị. Tuy nhiên, công ty Đại Nam từng công bố bà Hằng là tổng giám đốc, mặc dù theo giấy phép đăng ký kinh doanh được tra cứu gần đây thì ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng tức ông Dũng Lò Vôi mới là người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty này. Hiện, ông Dũng đang sở hữu 49% cổ phần công ty. Được biết, công ty cổ phần Đại Nam có trụ sở chính tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty này là chủ đầu tư của khu du lịch và trường đua Đại Nam với quy mô hàng trăm hecta và các khu công nghiệp như Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 cùng nhiều khu dân cư tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Thoát tim cảnh hai bé gái bị lũ cuốn trôi khi đạp xe qua ngầm tràn. Theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, vào khoảng 10 giờ sáng 21 tháng 9, bé T, 8 tuổi chạy xe đạp, chở theo bé N, 7 tuổi đi qua ngầm tràn suối Ngòi Nhì Chảy, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái thì bất ngờ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. May mắn khi sự việc vừa xảy ra, ông Lò Văn Bình và ông Hoàng Văn Quỳnh cùng cư trú tại địa phương nghe tiếng truy hô của người dân gần đó, nên kịp thời ứng cứu. Theo chính quyền địa phương, sự việc xảy ra khi hai bé gái đang chở nhau quay trở về nhà. Trước đó, trên đường đi, nước chưa dâng cao nên hai bé vẫn đi qua đoạn đập tràn này bình thường, nhưng khi về thì nước lũ dâng lên khiến xảy ra sự cố. Hiện, cả hai đều đã an toàn và trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy sự việc may mắn không gây thiệt hại về người, nhưng là một bài học và lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh. Cần nhắc nhở con em không đi qua những đoạn đường có nước chảy xiết do mưa lũ, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với quy mô lớn, đưa nhiều giấy tờ giả từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định hai anh em là Nguyễn Hữu Thân và Nguyễn Hữu Thế, hộ khẩu thường trú ấp Cây Ổi, xã Tạp Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn. Thân đã thuê căn nhà tại số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh làm nơi tập kết hàng hóa, đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm, bên trong chứa tài liệu giả kèm theo quần áo cũ nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng. Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thân chỉ đạo Tiền Thị Tuyết Ngân, sinh năm 2005, Phạm Thanh Linh, sinh năm 2000, chồng của Ngân và Nguyễn Quốc Kiệt, sinh năm 1998, đặt giao hàng qua các ứng dụng cho bưu cục để chuyển cho khách hàng bằng dịch vụ có thu hồi tiền, COD. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có các loại bằng cấp, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ và nhiều giấy tờ tùy thân khác.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thanh Linh, Nguyễn Quốc Kiệt, Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân được tại ngoại phục vụ điều tra do đang có thai. Ba ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Ngày 23 tháng 9, bà Nguyễn Hoàng Hiếu, Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 3 năm 2024, thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Qua khảo sát hơn 19.400 lượt doanh nghiệp với gần 72.000 vị trí, ghi nhận nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn. Hiện, các vị trí việc làm được tuyển dụng nhiều nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc 3 lĩnh vực bao gồm kinh doanh thương mại, ngành dịch vụ phục vụ cá nhân và dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học và phát triển. Cụ thể, ngành kinh doanh thương mại cần tuyển dụng 24.805 vị trí việc làm. Một vị trí có thể tuyển nhiều người lao động, chiếm 34,56% tổng nhu cầu nhân lực. Tập trung ở các công việc như nhân viên hỗ trợ kinh doanh, quản lý bán hàng, giám sát cửa hàng. Ngành dịch vụ phục vụ cá nhân, bảo vệ cần 10.745 vị trí, chiếm 14,97%. Chủ yếu ở các công việc như nhân viên bảo vệ, nhân viên phụ bếp, nhân viên dọn dẹp vệ sinh, nhân viên tạp vụ, nhân viên giữ xe. Và cuối cùng là nhóm ngành dịch vụ tư vấn, nghiên cứu khoa học và phát triển cần tuyển dụng 6.001 vị trí, chiếm 8,36%, tập trung ở các việc như nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên đặt lịch hẹn khách hàng, chuyên viên tư vấn khách hàng và tổng đài viên. Cũng theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo chiều hướng tích cực. Điều đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần làm cho thị trường lao động trên địa bàn thành phố không chỉ ấm dần mà còn sôi động hơn trong những tháng cuối năm. Bị phạt 30 triệu đồng vì đăng tải bản đồ có đường lưỡi bò. Chiều 23 tháng 9, một lãnh đạo thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với một phụ nữ vì hành vi lan truyền hình ảnh bản đồ có xuất hiện đường lưỡi bò trên mạng xã hội. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 9 năm 2024 qua rà soát xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện bà PTH đang sinh sống tại Hà Nội lan truyền hình ảnh bản đồ có chứa đường lưỡi bò, không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia. Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã mời bà này tới làm việc. Tại buổi làm việc, bà Hát cho biết bản đồ có đường lưỡi bò, còn gọi là đường chính đoạn được bà thu thập trên mạng do vô tình sao chép, sử dụng và sau đó bị phát tán trên mạng xã hội. Đến 23 giờ cùng ngày, bà PTH đã đăng tải thông tin xin lỗi và giải thích do hành động vô tình, không có mục đích gì khác. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với bà Hát do đã có hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời phạt bổ sung tịch thu phương tiện vi phạm hành chính. Bé trai 2 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân sau giờ ăn trưa tại trường. Theo lời gia đình kể lại, bé DTK, 23 tháng tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh tử vong bất thường sau bữa ăn trưa tại trường mầm non Tư Thục VH trên đường Chợ Lớn, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, vào trưa ngày 20 tháng 9, sau khi được giáo viên bảo mẫu đút đồ ăn, bé K có biểu hiện bị nghẹn. Ngay lập tức, bé được các cô bé tới bệnh viện quận 6 cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, tím tái. Sau đó, bé được chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10. Tới khoảng 1 giờ 30 phút sáng 21 tháng 9 thì qua đời. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện, phù não, phù phổi cấp. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có tác động ngoại lực. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của bé K. Bộ Quốc phòng phản hồi kiến nghị dù đỗ đại học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự trước. Mới đây, Bộ Quốc phòng vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên đề nghị nghiên cứu trình Quốc hội bổ sung trong luật nghĩa vụ quân sự. Yêu cầu công dân trong độ tuổi nhập ngũ khi thi đỗ vào các trường được bảo lưu kết quả nhưng phải chấp hành tham gia nghĩa vụ quân sự trước, sau đó mới về tiếp tục theo học tại các trường. Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 đã quy định rõ. Đối với công dân đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Mặt khác, để bảo đảm công bằng xã hội, độ tuổi phục vụ tại ngũ của các công dân thuộc diện tạm hoãn kể trên cũng được kéo dài hơn để công dân có cơ hội được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Về kiến nghị yêu cầu tất cả công dân trong độ tuổi nhập ngũ dù đỗ đại học vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự trước. Sau đó về tiếp tục học, Bộ Quốc phòng cho rằng cần được tiếp tục nghiên cứu một cách tổng thể, đầy đủ và thấu đáo hơn để thực hiện hiệu quả.
thiết thực và nghiêm minh. Thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập lụt vùng trũng ven sông Đồng Nai. Theo thông báo từ công ty Thủy điện Trị An, từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9, đơn vị này sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn nhằm điều tiết mực nước để đảm bảo an toàn hồ chứa. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ điều tiết qua đập tràn. Việc thực hiện vận hành hồ cắt giảm lũ cho hạ du sẽ được tiến hành theo hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mực nước trạm biên hòa dưới 1,8 m, tức là dưới mức báo động 1. Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng từ 150 đến 300 m khối trên giây. Trong trường hợp thứ hai, nếu mực nước tại trạm biên hòa vượt báo động 1, công ty sẽ xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 0 đến 150 m khối trên giây. Theo Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước các sông suối trên hệ thống sông Đồng Nai hiện đang ở mức cao, có nguy cơ gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông La Ngà và các khu vực ở hạ lưu sông Đồng Nai, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản và đời sống sinh hoạt của người dân. Dự báo còn 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới vào nước ta trong năm nay. Cơn bão số 4 vừa quét qua các tỉnh miền Trung, đánh dấu mùa mưa bão đã bắt đầu ở khu vực này. Tuy không mạnh như bão số 3, nhưng bão số 4 diễn biến rất nhanh, khiến mực nước ở các sông dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở nhiều nơi. Một số người đặt ra câu hỏi liệu rằng từ nay đến cuối năm nước ta còn phải hứng chịu cơn bão nào nữa hay không? Theo dự báo, khả năng bão và mưa lũ sẽ xuất hiện dồn dập tại Việt Nam trong những tháng cuối năm 2024. Nguyên nhân là do trong khoảng thời gian này, trạng thái khí quyển sẽ chuyển sang pha La Nina. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Biển Đông. Không loại trừ trường hợp xuất hiện những cơn bão mạnh. Trong đó sẽ có từ 2 đến 3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực Trung Bộ. Trước tình hình trên, mùa mưa năm nay được dự báo cũng sẽ kéo dài và lượng mưa sẽ lớn hơn trung bình nhiều năm. Cao điểm mưa lũ dồn dập nhất sẽ rơi vào từ tháng 10 đến tháng 11, nguy cơ về sạt lở và lũ quét sẽ khắc nghiệt hơn so với mọi năm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của lũ quét và sạt lở đất. Huyện vùng cao Mường Lát của Thanh Hóa bị cô lập do mưa lũ. Tối 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa, Thanh Hóa cho biết mưa lớn 2 ngày qua đã làm sạt lở, ngập lụt nhiều đoạn trên quốc lộ 15C dài hơn 100 km con đường nối huyện Quan Hóa. Các huyện miền xuôi với huyện vùng cao Mường Lát cách thành phố Thanh Hóa gần 250 km. Mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng tại km 21 trên quốc lộ 15C đoạn qua xã Nam Động, huyện Quan Hóa. Nước sông luồn dâng cao gây ngập nặng tại đoạn quốc lộ 15C cạnh di tích Hang Phi ở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa. Ngoài quốc lộ 15C, tuyến đường từ xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa lên xã Mường Lý, Tam Trung, rồi lên thị trấn huyện Mường Lát cũng đang bị ngập lụt nặng tại xã Trung Sơn do nước sông Mã dâng cao và nhiều đoạn sạt lở ở xã Mường Lý, khiến huyện Mường Lát hoàn toàn bị cô lập. Theo dõi VOH để cập nhật nhiều thông tin mới và hấp dẫn nhất.